Khi nhắc tới địa điểm tâm linh, quý vị cũng không thể bỏ qua một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Bình Dương, được gọi là chùa Châu Thới. Ngôi chùa Châu Thới là một ngôi chùa cổ nhất vùng Đông Nam Bộ, có tên đầy đủ là Châu Thới Sơn Tự. Chùa tọa lạc trên núi Châu Thới thuộc phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Ngọn núi của chùa Châu Thới cao khoảng 85m và diện tích khoảng 25 hecta, nằm trên vùng đồng bằng rộng lớn. Theo sử sách, chùa Châu Thới được thiền sư Khánh Long thuộc thiền phái Bắc Tông xây dựng vào năm 1612. Ngôi chùa được gắn liền với lịch sử di dân lập ấp của người Việt Nam ở Nam Bộ. Đặc biệt ở Nam Bộ, thiền sư Khánh Long là người đắc đạo Phật pháp từ nhỏ. Vì thương người dân phiêu bạt nơi rừng thiên nước độc, ngài tự nguyện đi theo, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cầu an cho chúng sinh. Sau đó ngài chọn núi Châu Thới và xây chùa Hội Sơn. Sau này mới đổi tên thành chùa Châu Thới. Qua bờ đời trụ trì, chùa được đặt tên theo ngọn núi Châu Thới nhờ địa thế hiểm trở, ưu tịch trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Chùa Châu Thới trở thành nơi ẩn náu và hoạt động cán bộ chiến sĩ cách mạng. Từ quốc lộ 1K, cách ngôi chùa Châu Thới gần khoảng 1,5 km. Và đường lên chùa Châu Thới, chúng ta có hai đường. Một là lên chùa Châu Thới bằng đường bộ, chúng ta phải đi leo lên bậc thang khoảng 220 cấp bậc thang. Và đây là lối đi bộ leo lên 220 bậc thang lên chùa Châu Thới bằng đường bộ. Và đường thứ hai là chúng ta từ cách đường bộ đi thẳng lên khoảng 500m, chúng ta sẽ đi bằng xe máy. Đây là khu vực đường đi leo lên, đi bằng xe máy lên chùa Châu Thới. Và tại vị trí này là đây là đường đi lên chùa bằng xe máy. Các bạn lưu ý là đường đi lên chùa rất là dốc nên các bạn phải chạy xe cẩn thận. Chùa Châu Thới là một danh thắng, địa chỉ tâm linh thu hút khách thập phương. Nơi này rất thuận tiện để du khách kết hợp tham quan các địa điểm khác như là chùa Tam Bảo, suối Lộ, núi Bổ Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vị trí và cảnh quan của núi Châu Thới đã tôn lên vẻ uy nghi của ngôi chùa. Đây được coi là nơi hội tụ linh khí của đất trời. Vào mùng 1 và ngày rằm, nhất là dịp lễ Tết, du khách khắp nơi tụ về đây rất đông để chiêm bái cầu an. Với những giá trị về lịch sử văn hóa kiến trúc, năm 1989, chùa Châu Thới được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh cấp quốc gia. Chùa Châu Thới được liệt vào một trong những danh lam cổ tự của Việt Nam. Chùa núi, quang cảnh xung quanh tạo nên một vẻ đẹp nhanh thắng, phong thủy hữu tình, cảnh trí thơ mộng xanh mát. Các yếu tố kiến trúc hòa quyện tạo điểm nhấn cho khung cảnh thiên nhiên, làm toát lên những giá trị văn hóa kiến trúc, văn hóa cảnh quan nổi bật của chùa.
Một điều thú vị ở chùa Châu Thới là khi chúng ta đi tham quan chùa Châu Thới thì chúng ta sẽ bắt gặp những đàn khỉ hoang dã rất là quen thuộc. Nhìn chúng rất là thân thiện và thường xuyên xin đồ ăn từ các du khách, hoặc là chúng có thể tự lấy đồ ăn của du khách khi có du khách để những thức ăn trên xe. Quần thể chùa điện trên núi Châu Thới gồm chánh điện, nhà tổ, điện thiên thủ thiên ngạn, miếu Linh Sơn Thánh Mộc, điện thờ Diêu Trì Kim Mẫu. Một số hạng mục được trang trí bằng các mảnh gốm sứ rất đẹp mắt. Vào năm 1994, chùa đã vận động bà con đóng góp đúc 4 pho tượng đồng, mỗi tượng nặng trên 1 tấn, cao 2,5 mét. Từ năm 1971 đến năm 1993, chùa được xây dựng thêm 220 bậc thang dẫn lên chùa, tam quan và chánh điện. Nét nổi bật về trang trí kiến trúc của chùa phải kể đến là 9 con rồng lớn được lắp đắp bằng các mảnh gốm sứ nhiều màu, đặt ở đầu đao, trên mái và hướng về các phía. Trong chùa còn lưu giữ nhiều tranh tượng pháp khí, đồ thờ tự có giá trị và bộ thập bát la hán, thập điện diêm vương bằng đất nung. Đây là hai bộ tượng độc đáo cho thấy nghề gốm của địa phương đã phát triển từ rất sớm. Ngoài ra chùa còn lưu giữ pho tượng bằng đá có niên đại được cho là vào khoảng cuối thế kỷ 17 và một pho tượng quan âm bằng gỗ của cây mít cổ thụ được trồng trong vườn chùa. Tại khu vực hướng đi lên chùa Châu Thới bằng thang bộ, các bạn sẽ gặp được một điểm rất là tâm linh, đó là hòn đá thần. Về sự tích hòn đá thần thì có chuyện kể lại rằng vào năm 1971, khi sư trụ đi chùa Châu Thới cho mở đường xây các vật cách từ chân núi lên tới chùa thì đã phải phá rất nhiều đá. Khi tới bậc thứ 170, có tảng đá rất lớn nằm chắn ngang đường. Những người thợ không thể làm gì di chuyển hay phá vỡ nó được. Nghe được câu chuyện, sư trụ trì đã yêu cầu giữ nguyên trạng hòn đá vì cho rằng có thể đây là vật trấn yểm, là vị thần giữ chùa. Cứ như vậy hòn đá nằm giữa đường như vậy cho đến nay. Sau đó sư trụ trì đã dùng sơn viết lên hòn đá mấy chữ Hán là có tên là Tà Lão Trung Sơn. Từ đó người dân trong vùng gọi là hòn đá ông tà hay là hòn đá thần, và thường xuyên thờ cúng rất quan trọng. Và thêm một điều thú vị nữa là mỗi lần đi qua hòn đá ông tà thì điện thoại chúng ta sẽ mất sóng. Từ trên đỉnh cao của chùa Châu Thới, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được những thành phố ráp danh xung quanh chùa Châu Thới, ví dụ như là thành phố Biên Hòa, thành phố Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đây, khi chúng ta đứng trên đây thì một không gian rất là thoáng mát và rộng lớn. Về đường đi lên chùa bằng xe máy thì như các bạn thấy thì chùa rất là cao, và cái đường để di chuyển lên xuống lên chùa Châu Thới rất là nguy hiểm nên các bạn phải di chuyển cẩn thận. Chúng ta lưu ý là những du khách đi lên bằng xe máy, người ta sẽ kéo hết ga đi cố gắng leo dốc. Nếu như các bạn mà hạ ga thì xe sẽ
không có trướng để leo lên thì sẽ gây ra mất an toàn cho chúng ta. Và đối với những du khách mà chạy xe máy xuống từ chùa đi xuống thì chúng ta cũng cần phải giữ khoảng cách an toàn đối với những người đi lên, và chúng ta cần phải giảm tốc độ thường xuyên để tránh gây mất sự cố an toàn cho các du khách đi lên.